Mời quý khán giả cùng trở lại với phim trường thời tiết. Theo ghi nhận thì chiều nay ở Cần Thơ có lúc có mưa rào, không biết là thời tiết ở các nơi khác tại Nam Bộ thì ra sao, có điểm nào mưa to không chị Phương Ly? Vâng ạ, các nơi khác ở Nam Bộ hôm nay cũng đã có mưa dông. Theo ảnh mây vệ tinh có thể thấy là mây ẩm xuất hiện và gây mưa ngay từ sáng ở vùng ven biển của phía đông, sau đó sẽ di chuyển vào sâu trong đất liền. Diện mưa thì không đồng đều, nhưng mà đã có những điểm mưa to như là tại Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hậu Giang. Lượng mưa là từ 24 cho đến 43 mm chỉ trong vòng 1 cho đến 2 tiếng. Tối nay thì mưa ngớt dần và tạnh, nhưng mà khả năng là sang chiều mai, Nam Bộ sẽ có mưa trở lại, diện mưa rộng hơn so với hôm nay. Lưu ý nhất là khu vực tại Bình Phước, Cần Thơ, An Giang và ven biển của miền Tây cũng sẽ tập trung các điểm mưa vừa mưa to, kèm theo đó là gió giật và lốc sét. Trong đó thì sét có tính sát thương rất lớn. Ngày hôm thứ ba tuần này, sét đánh một người tử vong và hai người bị thương ở Kiên Giang. Không chỉ ở ngoài trời mà trong nhà cũng có nguy cơ bị sét đánh lan truyền từ lưới điện. Quý vị hãy tránh xa ít nhất là 1 mét so với dây điện nối với lưới điện bên ngoài. Đồng thời, chúng ta rút hết các vít cắm các thiết bị điện để có thể đảm bảo an toàn. Mưa về chiều, còn trong sáng và trưa mai thì Nam Bộ duy trì thời tiết nắng mây đan xen. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Cần Thơ, thành phố Phú Quốc và các nơi khác ở miền Tây Nam Bộ phổ biến trong khoảng là 31 đến 32 độ. Lên đến miền Đông Nam Bộ như là tại Thủ Dầu Một, Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh cảm giác khá nóng, 33 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang, đêm nay và ngày mai có mưa dông rải rác, khả năng là xảy ra lốc xoáy, gió ở đây giật mạnh cấp 7, cấp 8.